Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, bác sĩ Võ Văn Thiện, giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tôm cho biết, bệnh viện vẫn đang tập trung toàn bộ nhân lực và sử dụng các trang thiết bị y tế tốt nhất để cấp cứu và điều trị vết thương cho các nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra chiều ngày 13 tháng 4 trên quốc lộ 24. Trong số 24 nạn nhân đang được điều trị, nhiều người bị thương nặng, có trường hợp bị tổn thương sọ não, gãy lún đốt sống, xẹp tràn khí màng phổi. Cũng theo bác sĩ Võ Văn Thiện, sau khi nhập viện, ông Nguyễn Thành Triệu, 51 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong do vết thương quá nặng. Như đã đưa tin, lúc 16 giờ 45 phút ngày 13 tháng 4, ô tô khách biển kiểm soát 50H36598 do tài xế Nguyễn Tấn Khoa, 26 tuổi, chú tỉnh Bình Định điều khiển chạy trên quốc lộ 24 theo hướng huyện Con Rẫy đi thành phố Con Tum. Khi đến km 157, đoạn qua thôn Đắc Pui, xã Đắc Pờ Re, huyện Con Rẫy, xe khách đã va chạm với xe tải biển kiểm soát 81H02799 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 81R01051 do tài xế Nguyễn Đức Hùng, 45 tuổi, chú tỉnh Gia Lai điều khiển hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến xe khách lật nghiêng bên đường, một hành khách tử vong, nhiều hành khách khác bị thương. Theo thông tin được biết, hành khách trên xe gặp nạn là đoàn cán bộ nhân viên của Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Chiều 13 tháng 4, đoàn khách này đi chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay Pleiku Gia Lai rồi thuê xe khách di chuyển về thị trấn Mang Đen, huyện Con Plong, Con Tum. Khi đang đi thì xe gặp nạn. Liên quan vụ xe khách bị lật trên quốc lộ 24, sau va chạm với xe đầu kéo, Tối 13 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban an toàn giao thông tỉnh Con Tum Lê Ngọc Tuấn đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, chia sẻ với các nạn nhân trong vụ tai nạn. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Ban an toàn giao thông tỉnh Con Tum, ông Lê Ngọc Tuấn trao hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng, gia đình người tử vong 5 triệu đồng. Tại bệnh viện, Chủ tịch tỉnh Con Tum yêu cầu tập thể y bác sĩ và các cơ quan liên quan khẩn trương tập trung nhân lực, trang thiết bị cứu chữa nạn nhân, Lãnh đạo tỉnh Con Tum cũng yêu cầu chăm lo việc ăn ngủ, nghỉ ngơi cho nạn nhân trong thời gian nằm viện cho đến khi người nhà đến bệnh viện. Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh Con Tum cũng yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Mới đây, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My. Ngày 11 tháng 4 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, môi trường công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba đối tượng nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My để điều tra hành vi nhận hối lộ. Các bị can gồm Lê Kim Vân, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Tây Giang, Nguyễn Tấn Lộc, tránh văn phòng huyện ủy Nam Giang, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Nam Giang và Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bắc Trà My, Nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Bắc Trà My bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Liên quan đến vụ án này, trước đó tháng 12 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Chí Phát và Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn tin học viễn thông Việt về tội đưa hối lộ và Nguyễn Đức Thuận, nguyên kế toán phòng giáo dục và đào tạo huyện Tây Giang về tội nhận hối lộ. Theo điều tra, từ năm 2019 đến năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Nam Giang, Tây Giang, Bắc Trà My được giao làm chủ đầu tư các gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục. Quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu, các đối tượng Lê Kim Vân, Nguyễn Tấn Lộc, Nguyễn Thanh Tùng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, thỏa thuận và nhận tiền của bị can Nguyễn Văn Quốc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho quốc chúng các gói thầu nêu trên. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ. Từ đêm 13 đến sáng ngày 14 tháng 4, một lượng lớn đất đá tiếp tục sạt lở xuống hầm đường sắt bãi gió đoạn qua đèo cả nối Phú Yên với Khánh Hòa, chưa biết khi nào mới có thể thông tuyến. Theo ghi nhận tại hầm đường sắt bãi gió cho thấy ngay khi xảy ra đợt sạt lở đầu tiên từ chiều ngày 12 tháng 4 đến nay, chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh đã huy động hơn 200 công nhân cùng nhiều phương tiện máy móc các loại đến khắc phục sạt lở. Một số công nhân tại đây cho biết khó khăn lớn nhất là tầng đất đá lâu năm trên trần hầm đường sắt đã bị phong hóa nên rơi tự do liên tục, đồng thời không gian trong hầm đường sắt chật hẹp thiếu ánh sáng. Đơn vị thi công đã làm mái vòm bằng sắt đỡ mái hầm để phòng đất đá sạt lở xuống máy móc công nhân sau đó xuyên ngày đêm các mũi thi công các mình thu dọn xúc đất đá sạt lở vận chuyển ra ngoài liên quan đến việc vận chuyển hành khách đi tàu qua điểm sạt lở ông Trần Việt Tùng giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt nhà trang cho biết ngay khi nhận được thông tin hầm đường sắt khu vực bãi gió sạt lở chúng tôi đã túc trực triển khai công tác điều tiết bố trí ô tô vận chuyển hành khách qua điểm sạt lở còn phía vận hành công trình phụ trách việc xử lý sự cố sạt lở sau đó, ngành đường sắt tiếp tục phối hợp hai địa phương Phú Yên Khánh Hòa, huy động thêm hàng trăm lượt phương tiện giao thông đường bộ trung chuyển khách đi tàu giữa hai ga Giã Khánh Hòa và Tuy Hòa Phú Yên tiếp tục hành trình đi tàu. Theo chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh, đợt sạt lở đầu tiên trong chiều ngày 12 tháng 4 có khoảng 180 mét khối đất đá rơi xuống hầm. Đợt sạt lở thứ hai vào sáng ngày 13 tháng 4 có khoảng 50 mét khối đất đá rơi xuống hầm. Lượng đất đá này cơ bản đã được công nhân thu dọn. Ông Lê Quang Vinh, giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh, đơn vị đang khắc phục sạt lở cho biết, từ tối ngày 13 tháng 4 đến nay, lượng lớn đất đá ước tính khoảng 200 mét khối mới tiếp tục sạt lở xuống, một phía cửa hầm đường sắt này đã bị bịt kín. Các chuyên gia ở Bộ Giao thông Vận tải, các công ty tư vấn sáng nay có mặt đi thực địa để đi khảo sát tìm hiểu nguyên nhân. Liên quan đến việc khắc phục số đất đá mới sạt lở này, ông Vinh cho biết, tạm thời chưa khắc phục, cho các đơn vị tư vấn đến khảo sát và đưa ra giải pháp, bây giờ cho công nhân vào sợ không đảm bảo được an toàn vì đất đá cứ rơi. Như đã đưa tin, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế đối với 13 bị cáo, trong đó có cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca có nhiều tình tiết giảm nhẹ để được hưởng mức án dưới khung hình phạt, còn khối tài sản của bị cáo này đang được xác minh nguồn gốc ở một vụ án khác. Tại phần tuyên án, hội đồng xét xử cho biết, số tiền 35 tỷ đồng mà vợ chồng Trương Xuân Đức đưa cho ông Đỗ Hữu Ca, hội đồng xét xử đánh giá số tiền này nhằm lo lót, vụ lợi nên cần tịch thu vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên do vợ chồng Trương Xuân Đức đã có hành vi tự thú về việc hối lộ và khai báo số tiền này, vì vậy hội đồng xét xử quyết định trả lại vợ chồng Trương Xuân Đức một phần số tiền là 15 tỷ đồng. Về phán quyết trả lại 15 tỷ đồng trong vụ đưa hối lộ, luật sư Nguyễn Việt Hùng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hội đồng xét xử quyết định trả lại vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức 15 tỷ đồng là một phần trong số tiền 35 tỷ đồng dùng để đưa cho ông Đỗ Hữu Ca là có căn cứ và đúng pháp luật được quy định tại khoản 7 điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội đưa hối lộ. Cụ thể, khoản 7 quy định người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Cạnh đó, khoản 6 điều 2 nghị quyết 03-2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn, chủ động khai báo trước khi bị phát giác là trường hợp hành vi phạm tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ chưa bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện, chưa bị ai tố giác, nhưng người đưa hối lộ, người môi giới hối lộ đã tự khai báo toàn bộ sự việc đưa hối lộ, môi giới hối lộ mà mình thực hiện. Trong vụ án này, ngoài việc bị xét xử về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, vợ chồng Trương Xuân Đức còn bị xét xử về tội đưa hối lộ tuy nhiên khác với hành vi mua bán trái phép hóa đơn bị cơ quan chức năng phát hiện hành vi đưa hối lộ được vợ chồng trương xuân đức tự nguyện khai báo toàn bộ sự việc số tiền đưa hối lộ mà mình thực hiện trước khi bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện nên thuộc trường hợp người hối lộ đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác do vậy hội đồng xét xử tuyên trả lại một phần số tiền dùng để đưa hối lộ là có căn cứ và đúng pháp luật Ngoài ra, việc hội đồng xét xử quyết định trả lại số tiền 15 tỷ đồng, tạo điều kiện để vợ chồng Trương Xuân Đức nộp tiền khắc phục hậu quả vào ngân sách nhà nước, số tiền đã thu lợi bất chính từ hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ cũng như có thêm tình tiết để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt tại tòa án cấp phúc thẩm nếu vợ chồng Trương Xuân Đức có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trương Xuân Đức bị tuyên phạt 2 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước và 7 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt 9 năm.